Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Từ vi học cho biết, năm nay sẽ là một năm yên bình đối với quý bạn, bản mệnh đạt được những thành công nhất định trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Mặc dù bạn không đạt được thành tích quá rực rỡ, nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến. Chuyện tình cảm có những tiến triển nhất định, người còn độc thân nên nắm chắc lấy cơ hội. Về phương diện công danh sự nghiệp, nhìn chung, công danh sự nghiệp có những bước tiến ổn định trong năm này, có thể bạn chưa đạt được đến bước thăng tiến rõ ràng nào xong bạn sẽ lấy được lòng tin của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng được nhiều người ủng hộ. Hãy luôn cố gắng hết sức mình trong công việc, đừng vì sốt ruột mà đốt cháy giai đoạn hoặc thực hiện những thủ đoạn gây hại cho người khác, kiếm lợi cho bản thân mình. Bản mệnh nên chú ý bồi dưỡng năng lực của bản thân, luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Về phương diện tài chính, tài lộc của quý bạn không có biến động nào quá lớn trong năm nay. Bạn có thể thu được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Tuy không quá lớn nhưng đủ để bạn cảm thấy tin tưởng và đi tiếp con đường mình đã chọn. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng làm ăn, mở rộng mạng lưới khách hàng. Nếu bạn giữ được chữ tín, buôn bán sản phẩm có chất lượng, thì áp lấy được lòng tin của mọi người. Việc buôn bán có nhiều khởi sắc. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi của quý bạn về tình duyên có dấu hiệu hành thông thuận lợi. Nếu còn độc thân, bạn dễ tìm được người ưng ý đối phương có thể là người thấu hiểu, sẵn sàng bầu bạn khi bản mệnh vướng phải rắc rối, khó khăn. Người đã lập gia đình duy trì được mái nhà êm ấm, bạn và người ấy biết san sẻ khó khăn, vất vả cho nhau, tạo động lực cho nhau cùng tiến về phía trước. Người lớn và trẻ nhỏ trong nhà cũng gặp nhiều chuyện đáng mừng, khiến bạn suy nghĩ tích cực hơn. Về phương diện sức khỏe, vì lao động quá hăng hái nên bạn có thể khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi xương khớp. Hãy đi khám chữa ngay khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, chớ nên tham công tiếc việc khiến bệnh tình trở nặng. Diễn biến tử vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, quý bạn gặp khá nhiều may mắn, được thoải mái tận hưởng những giây phút bình yên bên gia đình. Tháng 2, xuất hiện nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, quý bạn cần sống tiết kiệm hơn trong thời gian này. Tháng 3, công việc không thuận lợi, khiến bản mệnh dễ cáu gắt, nóng nảy, cần giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại trạng thái và kiên nhẫn chờ thời cơ đến. Tháng 4, gia đạo đón nhận nhiều tin vui. Đó có thể là người thân đi xa mới trở về, nhà có hỷ sự hoặc thêm thành viên mới. Tháng 5, sự nghiệp gặp một số khó khăn nhưng nhờ quý nhân phù trợ nên không có gì đáng lo ngại. Tháng 6, công việc xuân sẻ, tài lộc không ngừng kéo đến, cần tránh khoe khoang ra bên ngoài vì có thể bị kẻ gian nhỏ ngó. Tháng 7, vợ chồng xảy ra bất hòa, nếu không biết nhường nhịn, thấu hiểu nhau thì sẽ càng khiến chuyện bé xé ra to. Tháng 8, sự nghiệp ổn định, không có chuyện gì đáng lo ngại. Quý bạn có thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch. Tháng 9, các mối quan hệ khá tốt đẹp đem đến cho bản mệnh sự hỗ trợ lớn trong công việc. Tháng 10, sức khỏe trong tháng này không tốt, thường xuyên bị mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu. Quý bạn không nên chủ quan, cần đi khám để phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời. Tháng 11, không vướng những cuộc âu đả, xung đột không liên quan đến mình để tránh rước họa vào thân. Tháng 12, các phương diện trong cuộc sống đều tiến triển suôn sẻ, thuận lợi, gặp hung hóa cát. Trong năm nay, quý bạn gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức, hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân, là vị thần trông coi sao Mộc. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng tới sự ăn vui, hòa hợp. Nói một cách khác, Thái Tuế chính là Mộc Tinh, vì cứ 20 năm mộc tinh lại hoàn thành một chu kỳ, nên thời cổ đại gọi nó là tuế tinh, vừa là một hành tinh, lại vừa là một trong những vị thần được sùng bái từ xa xưa. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui và hòa hợp. Trong năm quý bạn gặp sao này chiếu mệnh, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Sao Mộc Đức là phúc tinh trong cửu diệu của niên hạn, tốt cho cả nam mạng và nữ mạng. Quý bạn được Sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, đường công danh thuận lợi. Những người phụ nữ đang mang thai được Sao Mộc Đức chiếu mệnh thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điểm tĩnh và quyết đoán. Người mệnh kim hoặc bệnh mộc gặp Mộc Đức tình quân sẽ gặp trở ngại ở đầu năm, nhưng cuối năm mọi việc lại thuận lợi, suôn sẻ. Người có sao này cũng được kiết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, có tài lộc, cho nên việc dựng vợ gà chồng cho các con cũng tốt, mọi chuyện hanh thông. Đặc biệt vào tháng Chạp thì rất tốt. Tuy có gặp một số trắc trở về gia trạch ở tiền vận, nhưng sao Mộc Đức là phúc tinh, nên mọi sự vẫn được bình an, vận giữ hóa lành. Cách thức cúng dâng sao Mộc Đức, mỗi tháng vào ngày 25 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà dùng 20 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, quay mặt về hướng đông khấn vái. Đông phương giáp ất mộc đức tình quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng hoặc xanh lá cây, ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Đông phương giáp ất mộc đức tình quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính đông tính tọa trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Qua 7 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn huỳnh tuyền. Gia chủ gặp hạn huỳnh tuyền sẽ gặp chứng đau đầu, xây sầm mặt mày. Không nên mưu lợi làm ăn theo đường thủy, đồng thời không nên bảo chứng cho bất kỳ ai kẻo sinh điều bất lợi. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyền Căn cứ và những đặc điểm trên, một số cách để giải hạn huỳnh tuyền mà bạn có thể áp dụng là: Thứ nhất, không đi lại ở các khu vực sông nước hay mưu lợi bằng đường thủy. Thứ hai, hạn chế đầu tư kinh doanh thương mại trên quy mô lớn, không nên vay mượn tiền hoặc đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền. Thứ ba, tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức vận may. Vấn đề sức khỏe cũng cần phải tuyệt đối giữ gìn, nên có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, phù hợp và khoa học, nên luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Đây chính là nguyên tắc chung trong việc hóa giải vận hạn. Đồng thời giúp tăng cường may mắn và cải thiện sức khỏe là rất cần thiết để con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vất vả và hướng tới một cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc. Thứ tư, không sử dụng các chất kích thích như bia rượu giảm bớt lượng muối, mỡ động vật trong khẩu phần ăn. Điều này rất quan trọng ở những người cao tuổi, vì những loại thực phẩm trên là kẻ thù của bệnh cao huyết áp, tai biến, đột quỵ ở người cao tuổi. Năm nay, quý bạn Phạm Hoàng Ốc nên công việc làm ăn, sức khỏe cũng như các mối quan hệ trong gia đình không được thuận lợi, suôn sẻ. Theo quan niệm dân gian và trong phong thủy, thì Hoàng Ốc là một hạn cần tránh khi làm nhà, bởi làm nhà là một việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nó có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của các thành viên trong gia đình. Theo tài liệu cổ và kinh nghiệm dân gian, từ xưa, cổ nhân thường có cách hóa giải bằng cách nếu gặp những năm phạm hoàng ốc thì không nhất thiết không được xây dựng. Theo cách có đóng có mở rất linh hoạt và giải tỏa tâm lý cho gia chủ. Nếu gặp năm hoàng ốc thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi nhập trạch về nhà mới thì nhờ người khác, thường là người thân, không phạm hoàng ốc Đến ở một thời gian, sau đó chủ nhà mới dọn đến ở chính thức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức Tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.